Đoàn công tác của Quân khu 7 vừa đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho 11 tỉnh, thành phố và 3 quân khu thuộc Vương quốc Campuchia. Đây là kinh phí phục vụ công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. Đoàn công tác Quân khu 7 cảm ơn lãnh đạo các địa phương, các đơn vị quân đội và nhân dân Campuchia đã giúp đỡ các đội chuyên trách quy tập hải cốt liệt sĩ của Quân khu 7 thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao. Qua các giai đoạn, các đội chuyên trách của Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước gần 10.000 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Riêng đợt mùa khô năm 2021-2022 đã quy tập được trên 300 hải cốt liệt sĩ. Đại diện các địa phương, các đơn vị quân đội nước bạn chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sẽ sử dụng nguồn kinh phí trên đúng mục đích, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đội chuyên trách của Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ.